Đây là mũi cá mập, một địa điểm chụp hình nguy hiểm nhất kỳ ở côn đảo mà nhiều người vẫn muốn đến, trong đó có mình. Vì sao? Để đến được mũi cá mập thì bạn sẽ đi qua bãi Nhác, con đường rất thoáng, một bên là núi, một bên là biển, cực kỳ đẹp luôn. Mũi cá mập thật ra chỉ là một mỏm đá nhô ra biển. Nhìn từ trên bản đồ vệ tinh, mũi cá mập có hình dạng giống như một chiếc mũi của một chú cá mập khổng lồ đang lao thẳng ra phía đại dương. Có lẽ đây cũng là lý do mà người ta đặt tên cho mỏm đá này là mũi cá mập. Cũng có một giả thuyết khác liên quan đến cái tên mũi cá mập. Nhiều người cho rằng trước đây khu vực này có nhiều cá mập, những người cộng sản kiên cường không ly khai sẽ bị quăng xuống đây cho cá mập ăn thịt, nên nơi này được đặt tên luôn là mũi cá mập. Dù là vì lý do gì đi chăng nữa thì mũi cá mập cũng giống như cái tên của nó là một nơi khá nguy hiểm. Một bên của nó là vách núi dựng đứng, phía bên còn lại là bờ biển sâu, quanh năm gió thổi ồn ào. Sóng xô vách đá khiến bọt tung trắng xóa. Nhiều du khách đứng đây thường có cảm giác gió thổi bay người, treo leo nên cảm thấy khá là đáng sợ. Tuy khá là nguy hiểm nhưng mũi cá mập lại là nơi có phong cảnh và tọa độ cực đẹp. Đứng từ mũi cá mập bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng biển của phía đông nam côn đảo, bao gồm hòn Trác lớn, hòn Trác nhỏ và một phần của hòn Tài lớn. Đây là những hòn đảo quanh năm xanh tốt, có thảm thực vật phong phú và cũng là nơi rùa biển tìm về để đẻ trứng rất là nhiều. Ngoài tầm nhìn đẹp, nơi đây còn có những vách đá dựng đứng và biển sâu, cũng là phối cảnh show clip cho những bức ảnh sống ảo của các bạn trẻ. Dù chụp ở góc nào đi chăng nữa thì cũng sẽ thấy rằng phong cảnh của mũi cá mập vô cùng hùng vĩ và trở nên thơ, có một chút gì đó độc đáo và nguy hiểm nữa. Bạn nghĩ sao về việc chụp hình tại đây?